Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lapsutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục khám phá trong thế giới Crazy Crab nhá. Và trong thời gian giữa hai tập mình có đi xung quanh để nhặt những cái cục len trong những ngôi làng này để làm một cái giường. Và xung quanh đây á, chủ yếu là những cái con vật có hình dáng máy móc các ông ơi. Hình như đây là thế giới máy móc thì phải á. Và mỗi lời kiến thì sẽ dẫn tới một cái thế giới khác nhau. Và tổng cộng thì mình đã đi tới thế giới kiến đỏ này cũng như là thế giới kiến bảy màu rồi. Mình sẽ tìm một cái hang kiến bình thường để mình vào thử coi. Và ở đây có những con chim và bướm. Hình như bướm thì cũng dẫn mình tới một thế giới khác nữa. Nhưng mà để mình đi xung quanh đây tiêu diệt một vài con máy móc coi nó rơi ra đồ gì nhá. Mình gặp nhưng mà mình chưa có dám quánh các bạn ơi. Rồi giờ thì tìm mà quánh nó luôn thôi. Đi nãy giờ sao? Ủa sao hết gặp mấy cái con nhện máy móc rồi ta? Ở đây có rất là nhiều mấy con nhện máy móc luôn á. Ủa đây nè 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 nè, mới nói đã gặp rồi nè. Mấy con này thấy vậy thôi chứ nó nhiều máu lắm. Giờ thì mình sẽ sử dụng cái cây cung Ultimate này để tiêu diệt nó. Nó Robot Spider tới 1500 máu lận. Không biết mình bắn tới khi nào mới chết nó nữa. Mà nó còn có những cái lồng spawn ở bốn góc nữa kìa. Nó spawn ra mấy con nhện con rồi. Rồi giờ thì mình sẽ cố gắng tiêu diệt thử một con có nó rơi ra đồ gì nha các bạn. Rồi, cuối cùng thì mình cũng gần tiêu diệt được nó rồi. Và một phát cuối cùng. Úp. Rồi. Hả? Ui, nó có rơi ra một con nhện con hay sao nè. Một cái con cricket là cái con gì á. Và được một cái cái áp lực bằng vàng. Cũng như là mấy cái đồ đá đỏ thôi. Ui, cái con bự thế mà cho toàn là đồ cùi hả. Ui, anh nhân làng này trèo lên cây luôn nè. Và mấy cái cây này hình như nó đang rụng lá các bạn ơi. Nó rơi ra quá trời táo cũng như là táo vàng nè. Giờ thì mình sẽ tiếp tục đi xung quanh coi còn con quái nào khác không. Và con nãy thấy vậy chứ rơi ra đồ không tốt nên mình sẽ vứt bớt đi. Đó, vứt ra. Cái này cũng vứt luôn. Và cái Titanium Ingot này rất là cần thiết luôn nha các bạn. Nó có thể giúp mình chế tạo được một thanh kiếm Ultimate. Và từ cây này mình có thể nâng cấp nó lên thành một cây kiếm tốt hơn. Đó chính là cây Big Beta này nè. Cây này tới 500 đam lận. Mình phải cố gắng tìm những cái mảnh vỡ và ghép lại thành một cái cây kiếm thật là tốt mới được. Giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tiếp và tìm những cái con quái vật khác nha các bạn. Đi được một đoạn thì mình gặp thêm một con nhện máy móc nữa nè. Và con này là nó có màu đỏ các bạn ơi. Để mình thử. Ui, con này ác rồi. Con này tiêu diệt mấy cái bé hươu nè. Và nó có 300 máu thôi, chắc mình sẽ giết được nó. Rồi, cố lên. Nó bắn được hai mũi rồi. Quay bình tĩnh nào, đừng có giết mấy anh nhân làng chứ. Đây, đối thủ ở đây này. Ui, hình như nó có khả năng kháng được một vài mũi tên hay sao ấy. Nào, chiến đấu nào, tự nhiên lên đó làm gì đây. Con nhện này kỳ lạ thiệt. Rồi, mình sẽ quánh cận chiến nó luôn nè. Ôi dù, nó quánh mình à. Quánh mình hả? Quánh mình nè. Rồi, giờ hiện tại thì mình đang ở hình dạng của một cái nàng tiên ấy. Nên khá là bé luôn. Giờ thì thoải mái mà chiến đấu luôn. Này thì lọt xuống ngó là chết rồi nha. Rồi, 98 máu cuối cùng. Cố lên. Ui, cái set đồ Ultimate của mình á. Con này quánh không thấm luôn nè. Mình mà full set này chắc mình bất tử luôn quá. Rồi, cố lên. Rồi, giết nó được rồi. Và... cũng rơi ra mấy cái đồ redstone thôi. Mấy thứ này thì mình không cần. Vì là mấy cái con quái ở đây á, chủ yếu là rơi ra đồ redstone các bạn ơi. Và trong cái thế giới Crazy Crab á, thì chúng ta nên kiểm tra từng cái con bướm như vậy nè. Ở đây có một con bướm thì mình sẽ thử ấn vào nó để coi coi nó sẽ dẫn mình tới thế giới nào nha. Mình còn thế giới kiến, một loại kiến nữa là kiến bình thường, kiến nâu các bạn, và một loại kiến khác nữa. Mà giờ thì mình cần phải biến thành người để có thể ấn vào con bướm này. Rồi thử nha. Nó dẫn tới mình tới một thế giới khác nè. Vậy là mình phải kiểm tra từng con vật mới được. Gặp con nào mình cũng phải ấn vô thử ấy. Và coi nè. Ui, mới vô gặp thứ dữ rồi, mới qua gặp thứ dữ rồi. Được, lâu lắm rồi mới gặp quái vật thứ dữ nè. Quýnh nè anh bạn, lại đây nè anh bạn. Lại đây cận chiến nào. Ui, con này hình như nó hiền hay sao, nó không quýnh mình nè. Lại đây nào. Ui, nó quăng được cái tờ nhỏ luôn. Ủa, nó mất tiêu rồi. À, nó rớt xuống dưới. Để mình xuống dưới mình chiến đấu với nó luôn. Rồi, đáp xuống nè. Ây da, ui. Nó đập mấy cái tờ nhỏ ở dưới chân mình các bạn ơi. Ui, con này thấy tính ra nó cũng khỏe lắm. Ui, nó khỏe cực. Vậy là phải dùng cây cung rồi. Chứ mình cận chiến là chắc không ổn rồi các bạn ơi. Mình mặc đồ Ultimate rồi đó. Mà nó còn quánh mình. Ui, thôi xong rồi, nó phong ống mình luôn rồi. Ui, mắc kẹt. Rồi, mình sẽ dồn nó vô góc nha.
Nhưng mà giờ thì cần phải ăn vô một cái để cho nó hồi máu lại. Con này nó cũng không kém cạnh đâu, nó còn có khả năng hồi máu nữa các bạn à. Vậy là mình phải chiến đấu thật là nhanh thôi, để không thôi nó hồi lại đầy máu ấy. Rồi, phải bắn nó nhanh lên. Bắn người nè. Cung ultimate thì bắn rất là nhanh luôn, giống như một cái khẩu súng vậy đó. Nên cứ spam liên tục như vậy thì nó sẽ không hồi máu kịp. Rồi, dồn nó vô chân tường. Thoải mái mà, tiêu diệt thôi. Con này là Carter Killer. Carter Killer hả? Ui, nó còn sinh ra mấy cái con bọ con gì đó kìa. Ồ, nguy hiểm thiệt á. May mà sở hữu cung ultimate. mình tiêu diệt một con thôi mà nó túa ra một đạn bướm luôn. Ây da, con gì đây, manh động vậy. Ồ, mấy con nhỏ nhỏ này cũng manh động lắm luôn á. Và nó rơi ra những cái mảnh vỡ dùng để chế tạo kiếm hả? Ơ, hình như set đồ này được chế tạo từ mấy cái mảnh vỡ này đúng không? Ồ, đúng rồi. Ồ, thì ra cái thế giới này giúp mình có thể chế tạo được set đồ màu hồng các bạn ơi. Rồi, cắm cái đuốc lên nè. Và nó rơi ra rất là nhiều da bò cũng như là thịt bò luôn. Mình sẽ lấy một ít về nha. Coi đây còn con gì nữa không ta? Ồ, và nó rơi ra quá trời thứ luôn. Một áo giáp ruby. Ui, thay áo liền. Rồi, và nó được một cái Carter Killer Shao. Cái này giúp mình có thể chế tạo được cái phần thân của cái cây kiếm bơ thai. Nên mình phải lấy về. Và còn gì nữa không? Còn tiền thì chắc mình sẽ vứt đi. Tiền giờ chắc mình không cần đâu. Được một cái Crystal Apple nữa nè. Ồ, cái này chắc để ăn á, để mình mang theo luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ biến lại thành cái nàng tiên trước nha. Ui, giờ mình còn có thể biến thành cái con Caterpillar Killer luôn nè. Nhưng mà thôi đi, con đó bự lắm. Biến thành nàng tiên bé bé vậy nè, dễ bay cũng như là đi khám phá. Ở phía dưới này hình như là Devoy đúng không ta? Đúng rồi. Ở dưới là Devoy. Rớt xuống dưới là chết đấy các bạn ơi. Không ai có thể sống ở phía dưới đâu. Ở đây có con gì nữa nè? Con chuột. Ui, trong này cũng... Chuột nè. Coi. Chuột rơi ra tiện rồi à, không rơi ra gì hết á. Nhưng mà mình sẽ giết một con để có gì mình còn biến nữa. Ủa, con gì đấy? Ủa, con gì mà? Ủa, như là con sóc vậy á. Rồi, bay lên trên nào, trên đây tiếp tục là bướm. Không biết bướm sẽ dẫn tới một thế giới nhất định hay là mỗi loài bướm, mỗi màu á, sẽ một thế giới khác nhau ta. Giờ đang ban đêm nè, hy vọng ban đêm thì sẽ xuất hiện ra nhiều mấy con quái vật xịn hơn để mình có thể tiêu diệt và lấy đồ nha. Và ở thế giới nào cũng vậy thì đều có những cái combo enchant như vậy nè. Mình có thể tiêu diệt để lấy mấy trái táo vàng enchant ăn luôn. Nếu mà mình hết cái bánh mì á các bạn, mình cũng có thể sử dụng nguồn thức ăn này. Rồi, được thêm ít cái táo vàng rồi đó. Giờ thì đi tiếp và tìm những cái con vật khác để tiêu diệt coi. Ui, mình gặp hai con khủng long nè, nó đang chiến đấu các bạn ơi. Mình có nên ngư ông đắc lợi không ta? Ok, chắc như vậy đi các bạn ơi, mình sẽ tiêu diệt cái con khủng... Để tiêu diệt cái con khủng long nhỏ trước nha. Ui, con khủng long nhỏ thất thế rồi, thôi quýnh con bự đi. Giúp con nhỏ các bạn ơi, rồi tiêu diệt. Ui, cẩn thận, coi chừng rớt xuống đi vô đây. Rồi. Cái con này, ta định tiêu diệt mà, sao ngươi lại làm bậy? Dám, ui. Ủa, con này nó hất tung các bạn ơi, nó hút một cái bay lên cao quá. Không được. Rồi biến hình thôi. Ô, con này nó chở nó hất mình lên cao không mà. Nó định cho mình té chết thì sao ấy. Dám hất mình nè. Rồi, chịu thua đi anh bạn. Con này là Hammerhead các bạn ơi. Đầu búa cũng chết thôi. Rồi, không cho ngươi nhảy xuống Devoy tự tử đâu. Ta sẽ tiêu diệt ngươi, trả thù cho con khủng long hồi nãy luôn. À, rơi ra gì đây? Ô, con này có vẻ rơi được độ tốt hơn nè. Phải vậy chứ. Rồi, coi rơi ra gì nào. Experience Tree Seed. Ô, cái cây kinh nghiệm hả? Mình sẽ mang hạt giống nó về để có gì mình nhân giống ra nha. Rồi, giờ thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá thôi. Ô, kế bên này nó còn có một cái con bướm khổng lồ nè, đang chiến đấu với con Robo. Được, giờ thì mình sẽ tiêu diệt con bướm khổng lồ này luôn. Và cái con này sau khi mình tiêu diệt á thì nó cũng sẽ túa ra rất là nhiều bướm giống như cái con rết khổng lồ nãy các bạn ơi. Đó, nó túa ra quá trời nè. Và đồ đâu? Rồi. À đây, đồ đây. Đó, những cái vải của nó thì sẽ giúp mình có thể chế tạo được một bộ áo giáp cũng như là một thứ giúp mình có thể chế tạo được một món trong cái cây kiếm Big Beta các bạn ơi. Ở đây con gì nữa đây? Ui, con gì á?
Ồ, nhưng mà thôi mình sẽ tiêu diệt luôn đi, biết đâu nó là một thứ cần thiết thì sao. Và rơi ra, đây đây đây, một thứ gì rất là lạ nè. Còn là đồ lạ thôi các bạn ơi, thịt táo vứt đi. Vứt táo. Một cái, ui, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh nào. Một cái noise, hình như cái này cũng, đúng rồi, nó dùng để chế tạo các phần cán kiếm á. Toàn là mấy con vật cần thiết cho cái cây kiếm Big Beta của mình thôi. Ở đây còn có con khủng long nè, để mình tiêu diệt nó luôn, coi coi nó rơi cái gì nha các bạn. Biến lại thành thằng tiên trước đã, nãy giờ biến thành cái con này nó cứ túa ra mấy cái trắng trắng hoài. Rồi thành khủng long nè, và tiêu diệt nhà ngươi thôi. Ui, đằng kia có một con bướm khổng lồ màu đỏ nữa kìa. À, được được rồi, đáp xuống và cần chiến luôn, cần chiến nè. Con này 200 máu thôi, chắc cũng nhanh tiêu diệt các bạn. Đấy, ui ui, khủng long mạnh đó, đánh bật lùi rất là dữ luôn đó. Nó không thua kém gì cái con đầu búa nãy đâu, có điều nó hơi yếu một xíu. Rồi tiêu diệt ngươi nè, và rơi ra gì đây, nhìn kỹ mới được các bạn ơi. Cái con khủng long thì nó sẽ không rơi ra đồ tốt rồi. Thì là bây giờ mình sẽ tiến lại gần cái con bướm hồi nãy, nhưng mà ở đây có con gì xanh xanh đây, con terror gì nè các bạn ơi. Ui, con này nhỏ mà ăn thịt mấy con bỏ trơn rồi, ghê vậy. Đúng là không khinh thường mấy con vật ở trong đây được. Rồi mình để con bướm nó sổng rồi. Ui tiếc ghê luôn á, con bướm nó sổng mất tiêu rồi. Và đây có thêm một cái con này con bọ nè. 250 máu tiêu diệt luôn. Ui nó khỏe đây, ui kiếm mình chém không thấm. Ui con này trâu cực luôn á, nó đánh không có đau nhưng mà được cái nó trâu các bạn ơi. Kệ không sao, tiêu diệt nó luôn nào. Ui ui ui, nó đẩy lùi kìa, nó có cái cặp càng ở trên đầu kìa, nó định kẹp mình đó nhưng mà ai cho kẹp đâu. Tiêu diệt luôn nó, này thì bật lùi, này thì bật lùi nè. Một lần bắn mình chỉ có 10 sát thương thôi, mặc dù đây là cung ulti mày á nha. Rồi cố lên. Bắn trúng cái phần lưng của nó thì sẽ bị phản lại cái mũi tên các bạn. Và một hit cuối cùng, một hit cuối cùng, một hit cuối cùng. Ui dồi. Rồi rồi, ô một cái cúp. Ui cúp gì đây, cúp gì đây. Rồi mình sẽ vứt cái gì không cần thiết đi ta, thứ nào cũng cần thiết hết á. Một cây cúp không bị phá vỡ bốn. Thôi cúp cùi quá, tưởng đâu cúp gì xịn xịn một xíu. Một cây búa các bạn ơi. Cái này dùng để làm gì, cái này không có công thức chế tạo hả? Thôi thì mình sẽ vứt ra đi. Một cây Big Hammer. Ôi cái này, cây búa đó không thể chế tạo được luôn. Và một cái vật liệu không thể thiếu khi mà chúng ta chế tạo cây Big Beta. Ôi tính ra thế giới này có rất là nhiều thứ để mình có thể tiêu diệt luôn á. Và chế tạo cây kiếm Big Beta. Ui cá mập mây, cá mập mây. Ấy da, cá mập mây nè. Coi coi cá mập mây rơi ra cái gì. Ui không rơi ra vi cá hả? Cá mập thường thường sẽ có vi cá ăn rất là bổ luôn á các bạn ơi. À đây có cái con mantis nữa nè, mình sẽ tiêu diệt nó luôn. Coi coi con này ở dưới thế giới bướm thì nó sẽ khác gì so với thế giới bình thường nhá. Nó vẫn rơi ra kim cương. Ui nó có cái gì xanh xanh hả? Chưa chưa, khoan khoan khoan. Magic Cloud. Cũng là một vật liệu cần thiết luôn. Vậy là tổng cộng nãy giờ mình gom được khá là nhiều thứ cần thiết rồi đó các bạn. Để mình tổng tổng hợp lại coi. Cây hammer cần nè. Đó, và kim cương nữa. Trong đây thì kim cương chắc nó không có quý lắm đâu, nhưng chắc mình sẽ không lấy cũng được. Coi còn cái gì mình có thể nhặt không. Ủa lại thêm một cái nữa hả? Ủa cái này có quý quá không ta? Cái này nó chỉ có đúng một công thức à, nên chắc mình sẽ lấy một cái thôi. Khi nào cần thì qua thế giới bướm để tiêu diệt tiếp. Giờ thì mình sẽ qua đây coi coi con này là con gì mà to thế. Ui con này biết bay á. Biết bay hả? Ui ui ui, nó mạnh lắm, nó mạnh lắm. Ai du, ai du, ai du, ai du. Thứ dữ rồi, thứ dữ rồi. À, có đối thủ xứng tầm rồi các bạn ơi. Đối thủ nè. Nhưng mà cung Ultimate vẫn gây được nhiều sát thương cho lắm, nên mình sẽ sử dụng nó để tiêu diệt luôn. Rồi, đối thủ hả? Lại đây nào đối thủ. Lại đây nào, ui ui, cẩn thận, cẩn thận. Để coi coi, con này sẽ rơi ra món đồ gì tiếp theo nha. Hy vọng sẽ... Ui ui, ui tưởng đâu rơi chứ. Rồi, tiêu diệt hết luôn nào. Và chịu thua đi. Ui, chưa chưa mình thấy cái gì đó, một cây đuốc. Còn gì nữa không? Ở dưới này thì sao? Lông gà, đuốc. Con đó thì có vẻ không có cái thứ mình cần trong công thức chế tạo rồi. Để coi coi cây đuốc này có làm được gì không nha các bạn, phải kiểm tra hết mới được. Cây đuốc này không có công thức gì thì mình sẽ vứt đi. Rồi giờ thì mình sẽ đi tiếp một đoạn nữa, coi coi gặp mấy con quái vật lạ nào khác không nha các bạn. Ui, nó lại ra thêm một cái con killer rồi nè.
Được được, giờ mình sẽ tiêu diệt thêm một con nữa. Biết biết đâu nó lại rơi ra đồ quý cho mình thì sao? Rồi tiêu diệt hết luôn thôi. Mình có cung ưu tay may ấy, nên cứ tìm một góc nào đó rồi dồn nó vô một góc và tiêu diệt thôi, rất là đơn giản luôn. Và các bạn có để ý không, con này nó hồi máu rất là kinh khủng luôn nhá. Mặc dù mình tấn công liên tục như vậy nào mà nó vẫn có thể hồi máu được á. Tính ra nó là con vật cừ nhất trong cái đám quái mình tiêu diệt nãy giờ. Nhưng mà không sao, cũng gần tiêu diệt nó rồi. Và chuẩn bị có một đàn bướm túa ra nè. Đó, rất là nhiều bướm luôn. Ui, lần này nó rơi ra một cái ủng ruby không bị phá vỡ. Wow, được được. Đốt thì chắc mình sẽ cho nó vô cái slot trên này đi để cho có thêm không gian. Ui. Kiếm ultimate nè. Wow. Wow, nó enchant rất là nhiều vòng luôn các bạn ơi. Ui, cái này chắc mình sẽ dùng nó để chiến đấu đi, chứ mình chế tạo thì phí lắm luôn á. Được hai cái Caster Killer Shao rồi. Một cây cúp ruby nữa hả? Còn coi cúp ruby này có gì đặc biệt không nhá. Còn nào vứt vứt táo vàng ra, mình cần nhặt cây cúp. Hiệu suất 4. Cái này thì có gia tài, cái này thì có hiệu suất hả? Thôi vứt cây cúp ruby đây, mình nghĩ cúp mình vẫn tốt hơn. Có vẻ hết rồi. Tự nhiên nhặt được quá trời. Ồ, đây là cái hang kiến bảy màu. Ui ui, kiến lạ nè. Ô, mình phải lấy cái tổ kiến này mới được. Vứt sắt ra, vứt táo vàng ra, lấy cái tổ kiến thôi. Hay vậy chứ, tổ kiến cần thiết lắm các bạn ơi. Đôi lúc mình còn phải vào thế giới kiến mà mình tìm không ra ấy. Cái này là Unstable End. Còn cái này hình như cũng cùng một loại luôn á. Để mình vô thử thế giới kiến này coi như thế nào nhá. Mình sẽ vứt bớt cây đuốc này đi. À không, vứt bớt sắt đi, tại vì sắt chắc nó cũng rẻ thôi. Giờ thì vào thế giới kiến này xem như thế nào. Ui, thế giới kiến gì lạ vậy? Ui, thế giới kiến này có vẻ nguy hiểm các bạn ơi. Và cây kiếm này chắc mình sẽ sử dụng chiến đấu trong ngày hôm nay luôn đi. Và để chiến đấu tốt hơn thì chắc mình sẽ biến thành một dạng nào mà hai block á, thì mình mới dễ dàng chiến đấu được. Chứ này tiên thì nhỏ lắm nên rất là khó chiến đấu luôn. Ui, mấy con quái này mạnh trong đây, 90 máu nè. Chưa mình... Ui, ui, nó la lên rồi. Mình cần phải chuẩn bị một cái cúp nữa để có thể đập những cái spawner. Đây mình sẽ lấy cúp này ra và đập luôn. Rồi để mình thử tiêu diệt mấy con ngoài trước coi sức mạnh nó như thế nào nhá. Giờ mình đã có kiếm mạnh rồi. Kiếm này tới 40 mấy đam lần các bạn ơi. Mấy cái con Ender cái đó là Ender Rapper hả? Ender Rapper nè. Ui ui. Ui khó chịu quá, mấy con này nó cứ dịch chuyển liên tục hả? Thôi thôi, để mình làm liều luôn đi. Chùi. Ui nó còn có mấy cái tòa tháp nữa, giờ mình mới để ý á. Ồ, nó có những cái tòa tháp nữa các bạn ơi. Rồi xuống dưới này coi. Ủa, con mình nó bự quá, chui xuống dưới một ô không được. Thôi chị thì đập mấy spawner cho lành. Đó, đập được hai cái spawner. Ui ui gì vậy? Ui đập spawner mà nó la làng kìa. Ôi có vẻ mấy con này nó không quánh mình rồi. Vào trong tòa tháp này coi coi sao xung quanh. Ui toàn mấy con quái vật đáng sợ thôi. Ủa đâu mới là đường lên đúng ta? Ui dưới này nó còn có con gì nữa kìa. Ai ui ui. Ủa mấy con này giờ mình có thể one shot rồi các bạn ơi. Ui quýnh nghe keng keng luôn. Này thì quýnh mình hả? Cá mập bướm. Cá mập bướm là đây. Ui có vẻ mình chiến đấu không lại rồi, phải dùng hai kiếm mới được. Lấy ra thêm một cây kiếm này nữa. Sẽ gắn vô đây đi. Đúng chưa. Rồi vẫn ở đây. Rồi hai kiếm thì không sợ mấy cái con này đâu. Quýnh các người nè. Ấy dung, rỉa hoài vậy anh bạn, rỉa hoài vậy anh bạn, chịu thua đi. Ui mấy con lính lát thôi mà nó quýnh mình muốn xỉu luôn ấy. Ồ, thôi giờ mình sẽ tập trung vào việc khám phá cái tòa tháp này coi. Cái mấy block này lóc gì ta? Ấy da, ui con cá mập mày này. Lì lì hả. Rồi giờ mình sẽ thử đập cái này coi lock này là lock gì nhá. Mình đang thắc mắc đây là lock gì đây. Amethyst block. Đây là cái block chứa mấy cái amethyst các bạn ơi. Được á, giờ tạm thời thì để nó ở đây đi. Và mình sẽ tìm cách chui vô trong trước cái đã để có thể đập được những cái spawner. Ủa nó còn phá không cho mình đập spawner nữa chứ. Ui là mấy cái này không được rồi. Hay là đổi chiến thuật ta. Ui con kìa quái vật nó túa ra kìa.
trên này không có đường luôn. Mình động gì, mình động vậy, mình động vậy, mình động vậy. Ui, mấy con này manh động cực lắm mọi người. Mình chưa có chui vô trong mà làm gì thế căng thẳng vậy. Ui, tính là cái thế giới kiến unstable này vui á các bạn ơi. Xuống đây khám phá cũng như là cày kinh nghiệm là hết sảy luôn á. Ok, tạm thời thì mình sẽ tìm cách để chui vô trong cái đã. Nó không có đường, nó bích hết trơn rồi nè. Mình không thể nào chui vô trong được luôn ấy. Nó bích hết trơn đường rồi. Ủa, tạm thời thì tha cho các người đó, sau này mình sẽ tìm một cái gì đó để có thể đập được những cái khối bedrock. Sau đó mình sẽ chui vô trong để khám phá nha. Còn giờ thì mình sẽ đi tiếp về hướng bên đây thôi. Bên đây là cái hòn đảo bay gì nè. Ở đây có rất là nhiều mấy cái hòn đảo bay luôn nha. Và một cái công trình lạ nữa. Để mình chui vô trong coi đó là cái công trình gì. Với lại sẽ biến thành cái nàng tiên đi. Chứ cái con này nó túa túa ra mấy cái trắng trắng ấy, mình cũng không thích cho lắm. Ấy dù, ấy dù, ấy dù, những cái con robot spy, sniper. Robot bắn tỉa hả? Robot bắn tỉa nè. Bắn tỉa với mình hả? Ui ui, rồng. Wow. Ui, rồng này có thể thuần phục không ta? Chưa, để mình lưu tọa độ lại cái đã các bạn ơi. Tự nhiên trong này mà cũng có rồng nữa hả? Rồng, đó, mình sẽ lưu lại tọa độ này một cái nha. Rồi, rồng thì mình sẽ làm dấu cho đặc biệt một xíu, màu tím đi. Rồi, màu tím màu mơ luôn. Rồi, giờ thì khám phá nốt cái chỗ này cái đã. Nhưng mà trước tiên cần phải đập những cái spawner của mấy cái con robot sniper này trước cái đã. Rồi, còn đâu nữa không? Đây còn hai cái nè. Cái này thì mình phải nhìn ở ô phía dưới thì mới có thể đập được cái ô ở trên các bạn ơi. Tại vì cái nàng tiên nó hơi bé ấy. Và bên trong này có gì không? Ôi, bên trong này có rương nè. Đây có vẻ là căn cứ của mấy tên này á. Mình sẽ đi xung quanh để khám phá coi. Rồi bắn đi, giờ mình mạnh lắm rồi, không sợ bị mấy con này bắn đâu. Chỉ sợ là nó hư giáp thôi. Ui, hư giáp thì kìa. Mặc cái nón vô. Yếu giáp là chết như chơi á các bạn. Đi ra, chỗ người ta vô khám phá mà. Vô khám phá thôi, không có làm gì hết á. Đây, một cái súng. Cái súng thì mình có dư một cây để dành chế tạo rồi nên sẽ không cần lấy thêm đâu. Rồi, cái này cũng... Ây da, yêu, cái quần của mình. Không có mắc quần được nha. Rồi, tạm thời thì chắc mình sẽ đi ra ngoài và ngủ một giấc đi. Trong này toàn là đồ giỡn mà các bạn ơi. Ui, chuẩn bị ngủ mà một con nightmare bành kia nó lại nó quánh mình nè. Ây du, dám làm phiền giấc ngủ của người khác hả? Biết như vậy là ha, rất là kỳ lắm không? Tiêu diệt người nè, 7, ủa 500 máu hả? Không sợ đâu. Mà hình như nó quánh hơi đau các bạn ơi. Lấy cái giường rồi chạy thôi, quánh đau quá. Ây da, ôi du, ôi du. Ây. Ui, nó quýnh mình gần chết rồi. Ủa, mình nhớ mình... Ủa, mình mặc quần ultimate rồi mà ta. Như con này nó hơi mạnh hơn so với cái khả năng chống chịu của mình á. Mà phải tranh thủ thì vậy nó nhanh rồi còn đi ngủ nữa. Chứ chưa ngủ để lấy lại sức thì không chiến đấu tốt được đâu. Một lần thì nó sẽ hồi được 2 máu. Như vậy thì mình phải tranh thủ thì việc nó gấp mới được. Và biết đâu được đây là một cái con có thể rơi ra rất là nhiều đồ tốt cho mình thì sao. Nên phải cố gắng tiêu diệt được những cái con quái vật thật là mạnh thì mới có thể có được đồ tốt các bạn ơi. Cố lên nào. Ui, anh bạn này kỳ vậy. Đánh được nửa cái máu rồi chạy mất tiêu rồi. Ui, à đây, chạy đi đâu con sâu. Chạy đi đâu, ai cho chạy. Đánh phải như vậy chứ. Đánh là phải khô máu luôn. Khô máu nè, ai da, ai da. Cũng đau đấy. Giờ mình và con này cũng khá là đuối rồi đó. Nhưng mà mình nghĩ mình có thể chiến thắng nó với cái cung ultimate này. Đứng lại nào. Chạy đi đâu, lại đây. 190 máu cuối cùng thôi. Cố lên. Rồi cạp trong vô vọng đi. Giờ mình đang có khả năng regeneration ấy. Nên hồi máu khá là tốt kìa. Không sợ nó giết nữa. Và nó gần chết rồi, 40 mấy máu cuối cùng. Chịu thua đi. Chết nè. Một phát nữa. Rồi. Tiêu diệt được rồi các bạn ơi. Và coi nào, con này sẽ rơi ra những món đồ gì nhá. Ăn thêm một trái táo vàng enchant nữa để cho hồi máu. Wow, một cái shark gì nè. Zookeeper shark gì á. Rất là nhiều mấy cái zookeeper shark luôn. Và cái này thì nó không có công thức cụ thể các bạn ơi. Còn món đồ gì nữa không ta? Nè, lại là zookeeper shark nè. Chỉ có mấy món đồ này thôi à.
Ui, nãy giờ là mình bắn muốn gãy cái cung luôn á, mà chưa ra mấy cái cây gậy này chưa biết công dụng để làm gì nữa. Nhưng mà mình sẽ giữ lại đây, biết đâu nó là một cái vật liệu quý giá thì sao. Còn giờ thì mình sẽ tìm cách ngủ hoặc là đợi cho trời sáng thì tiếp tục đi khám phá nha các bạn. Ồ, đi một đoạn thì mình đã gặp được một cái kim tự tháp nhìn rất là lạ này các bạn ơi. Và phía trên nó là một cái khối emerald. Ui, bên kia khu vực gì quá trời spawner phía trên vậy. Chờ chờ, để mình khám phá nó khu vực này trước cái đã. Rồi lấy một cái cây cúp ra, đào ra một cái. Ui, cái này là một cái kim tự tháp nhìn nhìn rất là lạ luôn. Ui, con cá này như khá là to nên mình không thể chui. Ui, tên gì đây? Ayu. Ui, cái con nightmare cắn một phát một mình chết luôn. Wow, nó mạnh thiệt á. Giờ mình phải cần biến thành một cái con nào bực mạnh mạnh hơn một xíu, khỏe hơn. Con nào đi ta, con nào đi ta? Đây 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 đây, Fairy đi. Ở đây có mấy cái con. Ui, Stinky gì dễ thương vậy? Ủa, mấy con này dễ thương cực luôn á. 100 máu thôi. Ôi ui. Ui, nó quánh mình một phát. Ủa, nó không quánh mình. Con hồi nãy con cá mây á thì nó quánh mình thôi chứ Stinky thì không quánh mình, dễ thương quá à. Không biết có cách nào thuần phục không ta, để coi mình có thức ăn gì không đây. Ở đây thì mình có bánh mì, không biết có ăn bánh mì không nữa. Mẹ bé có ăn bánh mì không? Ôi, bé này không ăn bánh mì rồi. Ồ, tiếc ghê luôn á. Mình phải tìm cách nào đó để có thể thuần phục một em đó, hy vọng là vậy. Còn giờ thì mình sẽ trở lại cái điểm hồi nãy coi. Hồi nãy mình gặp cái kim tự tháp đâu mất tiêu rồi ta. Kim tự tháp đây đây đây, kim tự tháp nè. Ui, con Nightmare nãy nó quýnh mình phát chết luôn á. Ở đây có những cái lồng spawn nào mình sẽ tranh thủ đập ra mới được. Hai cái, ba cái và bốn cái, kiểm tra nào. Kim cương và amethyst hả? Thôi chắc mình không lấy cũng được, giờ mình đang đi dành đồ để lấy mấy đồ quý mà. Rồi một cái criminal, cái con hồi nãy mà nó xuất hiện trong khu vực này các bạn ơi, và con dog. Thôi mấy đồ ăn thì mình sẽ không cần lấy đâu, giờ thì chắc mình sẽ đi ra ngoài đi. Ồ, phía trước cũng khá là đẹp nè, và khám phá bên đây coi sao mà nhiều spawner vậy. Ui, spawner của mấy cái con hồi nãy ấy, những con này mẹ. Ấy dù, ui, một con là đủ rồi. Thôi 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 thôi, thôi không giỡn nữa, đi chỗ khác, đi chỗ khác. Và bên đây lại là một cái kim tự tháp giống như hồi nãy nữa. Thôi mấy kim tự tháp đó. Ê, khoan nha anh bạn, bình tĩnh nha. Lần này tôi không muốn chiến đấu đâu đấy, tôi đang tha cho anh đấy. Đi ra chỗ khác đi. Ui ui. Hè hè hè. Kiếm chuyện nè. Kiếm chuyện hả? Rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt hả? Ui ui, lần này thì nó bắn hơi đau á. Ở đây là spawner của con gì nhìn sặc sỡ vậy? À, spawner của bướm. Hay là giờ mình biến về thế giới bướm rồi mình về nhà luôn ta? Khá là lâu rồi đó mình chưa có về nhà. Nhưng mà trước khi về nhà thì mình sẽ lượn thêm một vòng nữa. Và mấy tòa tháp này thì sẽ nghiên cứu tìm cách nào đó để có thể chui vô bên trong nha các bạn. Chứ hiện tại nè mình thấy nó không có đường vô. Ở phía trên nó đã rào bằng bedrock mất tiêu rồi. Này, ui, nó có một cái lỗ nè. Ô, thì ra nó có một cái lỗ hả? Ai dù, ai dù, ai dù. Ui, trong đây là spawner của khủng long à. Đập 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 đập. Ai dù, ai dù, ai dù. Ý, khủng long à. Rồi, mình đã có thể đập được spawner và giờ thì cứ tiêu diệt hết đống này là thoải mái mà loot đồ luôn. Đây còn một con nữa nè. Chịu chết đi. Chịu chết đi. Và rơi ra gì đây? Chủ yếu là vàng tiền cũng như là một ít thịt thôi các bạn ơi. Chắc không cần lấy đâu. Và đây là cái có gì nhìn chắc. Ui, có gì lạ vậy? Không cho mình đứng lên. Nó sẽ tự dịch chuyển mình luôn á. Ủa, có này hay vậy? Để coi đây là có gì nào. Vứt tiền ra đi. Random teleport. À, nó dịch chuyển ngẫu nhiên. Thảo nào. Nó dịch chuyển mình tới một nơi nào đó. Ở trong này thì nó có những cái đồ emerald. Mình có thể thay cái áo đi. Áo mình cũng gần hư mất tiêu rồi. Ủa, mình đây đâu có áo đâu. Không có áo luôn. Hy vọng cho cái áo đi. Đây, áo nè. Máy nước cream. Mọi cái đó nhà mình có thể chế tạo mà. Lấy về cũng hơi hơi trắng slot các bạn ơi. Coi nào mình còn hư gì không. Không biết cái nón này với nón emerald nào mạnh nữa, nhưng mà mình nghĩ nón hồng sẽ mạnh hơn á. Rồi giờ mình sẽ tìm cách để xuống phía dưới nữa. Có vẻ là ở đây hết đường xuống rồi. Và cái lỗ nãy đâu ta? Mấy tên này xây cái lỗ. À đây đây đây, cái lỗ nhỏ xíu à, người ta chui vô khó muốn chết luôn. Ui, đây có spawner mấy con cá bạc nè.
đập nhanh đập nhanh, lỡ không thôi nó xuất hiện thêm ấy. Ui bò cạp, ấy da, ui, ui. Ui trong đó nó có nuôi bò cạp để trấn an ở phía dưới ấy. Ok tạm thời thì mình sẽ tha cho mấy con này, và lần sau mình sẽ trở lại với một bộ giáp mạnh hơn để có thể chiến đấu hết những cái tòa tháp như vậy nhá. Tại bây giờ thì mình mới để ý là nó có một cái lỗ nhỏ để có thể chui vào các bạn ơi. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ tìm đường để trở về nhà thôi, đi khám phá ở mấy cái thế giới khác cũng khá là lâu rồi. Hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở về nhà nhá. Mình gặp được một con zombie bất kỳ nè các bạn ơi, ở thế giới bướm. Tại vì mình muốn trở về bằng cái thế giới bướm ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi và giờ mình sẽ thử tiêu diệt con này coi. Con này lạ vậy. Zombie bất. Ui nó bay được hả? Wow, nó vừa có thể đi dưới mặt đất và cũng có thể bay luôn. Và ui chết rồi, cái à đây đây đây, cây kiếm mình cắt bên đây hết hồn. Tưởng đâu mình vứt cây kiếm VIP này rồi chứ. Kiếm này, ui ui ui, bình tĩnh nào, đừng có rơi xuống Devoid nam bạn. Này thì zombie bóp này. Ui ui ui. Ui no 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 no. Phải trên mặt đất để tôi còn lút đồ nữa chứ. Ui. Tại sao? Rồi. Công giá tràn luôn. Trời ơi. Khổ ải vô biên thì chứ, nãy giờ đánh cả buổi trời gốc cuộc nhảy xuống đi voi tự tử. Thì cái tên mấy cái con này kỳ ghê luôn á. Thôi mình cũng bó tay luôn chứ sao giờ. Giờ thì mình sẽ tìm một cái con bướm nào đó để ấn vào và trở về nhà thôi nha các bạn. Cũng khá là lâu rồi đó. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở về nhà nha. Lần này là về nhà thiệt luôn á, giỏi rồi. Các bạn có thấy gì không? Đây chính là nhà của mình nè. Hey, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Ui, khoan. À, làm gì đấy anh bạn Creeper? Làm gì đấy? Định tấn công nhà mình à? Ui, ui, Skeleton, hello. Lâu quá mới gặp mấy anh này. Ở đây có một con T-Rex 1000 hả? Thôi, tiêu diệt nó luôn đi. Đi, ui ui, quýnh nó nghe một cái bang luôn. Tiêu diệt nó nè. Tiêu diệt nó nè. Một hit cuối cùng. Bang. Và rơi ra một cái. Cái này rất là giống khúc xương luôn á. Và cái gì đây? Một cái giống như phi tiêu. Rồi giờ tìm sẽ trở về nhà và dọn ra những cái thứ rất là quý giá mà mình tìm được trong chuyến khám phá vừa rồi nhá. Đi ở rất là nhiều thế giới luôn, bướm này, kiến này, và đặc biệt nhất là thế giới của có con kiến unstable ấy. Đây con kiến unstable này nè, đi tới một vùng đất mà có rất là nhiều những cái tòa tháp luôn. Rồi và mình sẽ chọn ra. Ui gì á? Ui nhà mình lâu quá giờ có hồn ma biến ngô các bạn ơi. Thôi mà hình như cái con này không có quánh mình. Ý. Cũng xem như đây là một người bạn đi, chứ giờ mình ở mình cũng khá là buồn các bạn ơi. Rồi mở rương nào. Giờ mình sẽ cho được những thứ mà mình tìm được trong cái chuyến khám phá vừa rồi vào bên trong nha. Nhất là cái đồ ultimate này rất là tốt luôn á. Đây có cái set đồ màu hồng này vô. Ở đồ ultimate thì mình còn thiếu cái áo cũng như là cái nón. Nhưng mà quan trọng nhất á là mình tìm được một cái pick hammer. Nó dùng để chế tạo cái phần cán cầm của cây Big Beta, cây kiếm rất là xịn. Và một ít cái món đồ rơi ra từ mấy cái con quái vật khác nữa. Rồi mình sẽ cho những thứ dùng để chế tạo cây Big Beta vào bên trong này nha. Cây kinh nghiệm thôi, trồng gần nhà đi cho chắc. Rồi. Trồng được nè. Rồi. Là sao ta? Vậy là phải đợi cho nó lớn hả? Ok, tạm thời thì mình sẽ đợi cho cây kinh nghiệm này lớn nha. Nó. Hay là mình phải đứng dưới đây nó mới cho kinh nghiệm. Chưa biết, hy vọng nó sẽ rơi ra cái quả kinh nghiệm hoặc là thứ gì đó giúp mình có thể có thêm kinh nghiệm nha. Và kế tiếp là cái cây Creeper Launcher. Cái này thì hơi nguy hiểm nên phải ra ngoài test. Ủa cái này đâu có làm gì đâu. Cái này đâu có làm gì đâu. Không dùng được luôn. Chắc hiện tại thì mình chưa biết cách dùng của cây này á. Nghe tên thì có vẻ nguy hiểm, tại vì dính tới Creeper á là nó toàn là liên quan đến mấy vụ nổ thôi các bạn ơi. Rồi, tổng kết sau chuyến khám phá vừa rồi thì mình đã tìm được rất là nhiều đồ quý luôn. Nhưng mà áo giáp hiện tại của mình thì khá là yếu. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng nâng cấp nó lên để mình có thể khỏe hơn và chiến đấu tốt hơn trong các cái tòa tháp nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.